vị khán giả đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Bản tin tiếp theo cho hay cháy bùng phát sau cuộc bạo loạn ở phía nam Belfast. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một quán cà phê ở phía nam Belfast sau một ngày dài bạo loạn vào hôm thứ Bảy. Theo sở cảnh sát Bắc Ireland, vụ hỏa hoạn đã được cố ý gây ra. Hãng thông tấn Reuters đã có thể xác nhận vị trí của video được công bố từ sơ đồ đường, các tòa nhà và cây cối gần đó, được nhìn thấy trong video máy bay không người lái, trùng khớp với hình ảnh chụp đường phố của khu vực. Các cuộc biểu tình ở Belfast diễn ra trong bối cảnh một loạt các cuộc bạo loạn chống nhập cư nổ ra trên khắp Vương quốc Anh sau vụ sát hại ba bé gái ở Tây Bắc nước Anh. Thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nghi phạm là một người Hồi giáo di cư cực đoan. Điều này đã gây ra các cuộc biểu tình ban đầu. Cảnh sát cho biết nghi phạm là Axel Ruda Kubana, 17 tuổi, sinh ra ở Anh, nhưng các cuộc biểu tình của những người ủng hộ chống nhập cư và chống Hồi giáo vẫn tiếp tục diễn ra bạo lực, đốt phá và cướp bóc. Quay sang bản tin từ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha trải qua những ngày hè nóng nực khi nhiệt độ tăng vọt lên 40 độ. Nhiệt độ cực cao thiêu đốt Tây Ban Nha với nhiệt độ cao nhất trong ngày hơn 40 độ C, gây ra cảnh báo màu cam về đợt nắng nóng ở nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Madrid. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha AEMET, cảnh báo rằng các cảnh báo màu cam có một rủi ro khí tượng quan trọng với một số nguy hiểm cho các hoạt động thông thường. Chúng tôi, những người làm vườn cần chăm sóc cây cối, nhiệt độ cao có thể dễ dàng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Chúng tôi phải luôn nhớ đến việc chống nắng khi làm việc, đặc biệt là vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Tôi thường phải tắm 3 lần mỗi đêm trước khi đi ngủ, nếu không tôi sẽ đổ mồ hôi rất nhiều và không thể ngủ được, một cư dân đã chia sẻ. Còn đối với nhiều người, mùa hè này rất khó khăn vì gia đình không có máy điều hòa, một số thậm chí còn không có quạt. Một cư dân khác tên là Mark Ross đã chia sẻ như trên. Người biểu tình tập hợp phản đối Thủ tướng Sheikh Hasina ở Bangladesh. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ ở Bangladesh vào hôm Chủ nhật vừa qua, khi hàng chục nghìn người biểu tình tụ tập và kêu gọi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Những người chỉ trích ông Hasina cùng với các nhóm nhân quyền đã cáo buộc chính phủ sử dụng vũ lực quá mức để dập tắt phong trào, một cáo buộc mà Thủ tướng và các bộ trưởng của Thủ tướng đã phủ nhận. Tình trạng bất ổn thúc đẩy chính phủ đóng cửa các dịch vụ Internet là thử thách lớn nhất của họ kể từ các cuộc biểu tình chết người khi Hasina giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử tháng 1 bị đảng dân tộc Bangladesh đối lập chính tẩy chay. Hồ băng vỡ bằng sông gây ra lũ lụt ở tại Chitral của Pakistan. Nước lũ tràn xuống thung lũng Sisokot ở Chitral, Pakistan trong ngày 4 tháng 8 phá hủy một cây cầu gây ra sự tàn phá trên đường đi. Lũ lụt đã nhấn chìm hoàn toàn con đường duy nhất nối thung lũng Sisokot với khu vực này. Cắt đứt kết nối đất liền, người dân được cho là rất cần cứu trợ. Lũ lụt gần đây cũng đã cuốn trôi mùa màng, làm hư hại kinh tưới tiêu, đường ống và các nhà máy điện. Ở tại Khyber Pakhtunkhwa, 12 trẻ em nằm trong số 20 người đã thiệt mạng trong 5 ngày mưa và lũ lụt qua vùng tỉnh phía Tây Bắc của quốc gia này. Gió mùa đến gây ra lũ lụt và lở đất trên khắp vùng Nam Á trong tuần vừa qua, với ít nhất 195 người thiệt mạng, gần 200 người mất tích trong một thảm họa nước láng giềng Ấn Độ. Giới lập pháp Hoa Kỳ hoan nghênh việc không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Các nghị sĩ Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 8 đã hoan nghênh quyết định của Bộ Thương mại nước này về việc không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, trong khi Hà Nội lên tiếng rằng họ lấy làm tiếc về quyết định này. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy đã ra tuyên bố có đoạn Việt Nam không phải là nền kinh tế thị trường và quyết định ngày hôm nay khẳng định thực tế đó. Ý nói đến tuyên bố của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào hôm ngày 2 tháng 8 về việc tiếp tục xem Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường. Đây là một chiến thắng cho những người nuôi tôm cá già trơn ở bang Louisiana và việc làm cho người Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ đại diện cho bang Louisiana đã chia sẻ. Ông Cassidy lập luận rằng Việt Nam không có nền kinh tế thị trường vì đồng tiền nước này không được tự do chuyển đổi, thiếu quyền lao động và có sự can thiệp sâu rộng của nhà nước. Sau đây sẽ là hình ảnh đua trâu nước khởi động mùa trồng lúa ở tại Thái Lan.
Nông dân tại Thái Lan tiến hành đua trồng nước trong ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 8 để báo hiệu mùa trồng lúa bắt đầu. Hình ảnh của hơn 50 con trâu đã đua trên một đường đua lầy lội dài khoảng 200 mét ở tiểu huyện Napa thuộc tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 80 km về phía đông nam. Trong cuộc đua, những người đua đã đưa những cặp trâu được trang bị đồ cày đến đường đua xuất phát trước khi các quan chức ra hiệu bắt đầu. Trong khi đó, những con trâu còn lại liên tục được tưới nước để giúp chúng hạ nhiệt. Theo thống đốc tổ chức hành chính của tỉnh, cuộc đua này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về vai trò lịch sử của trâu trong ngành nông nghiệp có từ những năm 1800. Và bản tin vừa qua cũng đã tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Minh Đăng và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt hơn với sự bảo trợ và đồng hành của IBC Home Shopping, quý vị có những thắc mắc về chương trình sale promotion, xin mời liên lạc đến số phone 7148925717, shopping online tại trang nhà ibchomeshopping.com. Và tiếp nối sẽ là những chương trình đoạn lọc và đặc sắc của đài truyền IBC TV. Kính mong quý vị cùng đón xem và ủng hộ. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.